Xin chào các bạn, đây là Phạm Thành Long và tôi đang ở Mỹ. Tôi rất vui mừng vì hiện nay thì đã có rất nhiều người bạn đã tham gia vào trong chương trình thi contest của chúng ta. Thưa các anh chị, chương trình CEO Challenge Hạ Long Bay Contest là một chương trình vô cùng thú vị. Ở trong chương trình này, những người tham dự vào chương trình hoàn toàn miễn phí và bạn sẽ có thể đạt được các cấp độ khác nhau. Cấp độ đầu tiên là bạn rất dễ dàng, gần như đăng ký là đạt được. Đó là bạn sẽ được trong nhóm kín của tôi. Tôi sẽ chia sẻ với các bạn về những chiến lược kinh doanh, chiến lược marketing, chiến lược trong cuộc sống. Và hàng ngày có những cái gì hay ở trên mà tôi học được thì tôi đều chia sẻ ở trong cái nhóm này. Và rất nhiều cái điều kỳ thú sẽ diễn ra với các bạn khi các bạn ở trong nhóm này trong những thời gian tiếp theo. Ở cái cấp độ này thì gần như bạn đăng ký, tôi muốn nói là gần như đăng ký là tham dự được. Cho nên hãy ở trong nhóm cùng với chúng ta và chúng ta sẽ được học không chỉ từ tôi mà từ những người bạn của chúng ta cũng rất là nhiều điều thú vị. Điều thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là cấp độ 2 thì bạn sẽ nhận được một cái khóa học 30 cái video của tôi hướng dẫn các bạn về hệ thống, quy trình cũng như các kỹ thuật và chiến lược vũ khí để sử dụng các bạn trong cái chiến lược đàm phán. Chúng ta biết rằng là trong cuộc sống của chúng ta thì mọi cái việc chúng ta đạt được trên cuộc đời này đều đến từ một ai đó trong cuộc sống. Cho nên để đạt được những cái điều bạn mong muốn trong cuộc sống thì bạn cần phải học kỹ thuật đàm phán để có được những điều bạn muốn từ người khác mà mọi người đều cảm thấy chiến thắng. Đây là một trong những cái kỹ thuật mà một trong những bí quyết mà tôi đã được học trong rất nhiều năm, trong gần 20 năm nghề nghiệp làm luật sư của tôi, sẽ được chia sẻ với các bạn, đúc kết trong những chiến lược vô cùng dễ dàng, đơn giản để bạn có thể làm theo và có thể học theo được. Ở cấp độ cao hơn, đó là nếu bạn chiến thắng và đi sâu hơn vào những vòng tiếp theo và bạn giành được những giải thưởng thì ở đó, trong cái chiến lược tiếp theo thì nếu bạn giành được những giải thưởng tiếp theo thì bạn có thể may mắn trở thành một trong 8 người đứng đầu vào cuộc thi và bạn sẽ được cùng chia sẻ, cùng được học hỏi với tôi về những chiến lược kinh doanh sẽ được áp dụng vào trong năm 2018, những điều mà trong một cái nhóm riêng này thì trong 8 người này tôi sẽ chia sẻ với các bạn trên một cái chuyến du thuyền tại Vịnh Hạ Long. Bạn không phải trả bất kỳ một chi phí nào để đến được cái du thuyền này cả. 2 ngày ở đó thì tôi sẽ trang trải mọi chi phí cho bạn. Và nếu như bạn cũng có thể là không giành được đứng top 8 nhưng bạn nếu có thể may mắn ngẫu nhiên giành được một cái giải tham gấp cấp thăm của tôi cho trong số những người tham dự thì bạn cũng có thể có mặt trên cái con thuyền này. Con thuyền là một con thuyền private rất lớn ở Vịnh Hạ Long và tôi đã thuê riêng và chỉ có chúng ta ở đó. Đây là một chuyến đi trải nghiệm vô cùng thú vị và bạn sẽ được tôi chia sẻ rất nhiều cái điều mà học được ở vòng quanh thế giới. Và bây giờ các bạn đang nhìn thấy ở đây là mùa thu vàng, mùa thu đá đỏ ở nước Mỹ, bang California. Và tôi đang trên cái hành trình tiếp tục khám phá cái vùng đất vô cùng tuyệt vời này, đang tự mình lái xe và tiếp tục đi. Và tôi hy vọng rằng việc bạn đăng ký vào chương trình ngày hôm nay, đăng ký qua đường link này vô cùng dễ dàng. Nhớ lại là đây là một cuộc thi, nhưng thực sự đây là một cái chương trình huấn luyện bạn để kiểm tra lại những kỹ năng về marketing của bạn, cũng như để bạn học hỏi được thêm những kỹ năng từ những người mới chơi mới. Điều thú vị là khi bạn tham gia thì bạn mới thấy nó tuyệt vời. Tôi tin rằng là những cái trải nghiệm thú vị của bạn cũng như những điều bạn sẽ học được từ cuộc thi sẽ đem lại rất nhiều trải nghiệm cho bạn, rất nhiều cái giá trị cho bạn trong cuộc sống này. Hy vọng được gặp lại bạn ở bên trong cuộc thi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Phạm Thành Long từ California, Hoa Kỳ.